dù bạn ở đâu, KFC đều giao nhanh chóng. Từ đại lộ đến hẻm sâu, cửa nào KFC cũng giao. Đội ngũ chuyên nghiệp, đa dạng nền tảng, tùy chọn thanh toán, nóng giòn liền tay, chạm ngay để đặt. Dịch vụ giao gà KFC, ngon giòn tận cửa. カレンダープレゼント。今イオナお買い上げの方にご覧のカレンダーを差し上げています。お好きなものをこの横顔のあるお店でどうぞ。 クリームだけの基礎化粧、クレンジングしないで朝晩ソープで洗顔し、天然イオン配合のクリームをつけるだけ。朝はそのまま下地クリームをつけないでメイクアップをどうぞ。簡単なお手入れで生き生きと美しい素肌でいられたら
Bạn ở đâu? KFC đều giao nhanh chóng. Từ đại lộ đến hẻm sâu, cửa nào KFC cũng giao. Đội ngũ chuyên nghiệp, đa dạng nền tảng, tùy chọn thanh toán, nóng giòn liền tay, chạm ngay để đặt. Dịch vụ giao gà KFC ngon giòn tận cửa. Trưa nay ăn gì ta? Tôi ăn hành. Còn tôi ăn mâm. Tôi ăn hàng. Mình ăn bụi. Còn em ăn ảnh nè. Mẹ ơi, chạy lẹ đi. Ăn nắng. Ăn nắng ngon mà. Tại sao không ăn KFC trưa nay ăn gì? Tiện lợi, sang chảnh, ngon lành. KFC trưa nay ăn gì? Order ngay trưa nay. Sơn Alex, cả thế giới tin dùng. Jai Mataji Darbar. TV, kênh truyền hình cho bé. Chicken Band, ban nhạc gà con. Chicken Band vui mừng loan báo chương trình mới. Từ ngày 23 tháng 6, hàng tuần, Chicken Band Shop sẽ tặng 5 đĩa VCD ban nhạc gà con và một chú gà trống trai biết nhảy cho 6 bé may mắn. Truy cập chickenbandshop.com, like và để lại tên, tuổi, số điện thoại của mẹ và bé trên ảnh một sản phẩm bất kỳ để có cơ hội nhận quà nhé. Chicken Band Shop, mẫu mã đẹp, giá phải chăng, thời trang xuất khẩu cho bé yêu của mẹ.
Chicken Bang vui mừng loan báo chương trình mới. Từ ngày 23 tháng 6, hàng tuần, Chicken Bang Shop sẽ tặng 5 đĩa VCD ban nhạc gà con và một chú gà trống trai biết nhảy cho 6 bé may mắn. Truy cập chickenbandshop.com, like và để lại tên, tuổi, số điện thoại của mẹ và bé trên ảnh một sản phẩm bất kỳ để có cơ hội nhận quà nhé. Chicken Bang Shop, mẫu mã đẹp, giá phải chăng, thời trang xuất khẩu cho bé yêu của mẹ. Maya TV, kênh truyền hình cho bé.